Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay kênh Nội Địa Nhật Biên Hòa em lại tiếp tục lên một con Mitsubishi Auto Clear khủng long nha cả nhà. Đây, con này là một ngựa nha. Con này đầu 225 nè. 225 này đầu nè. Không, đầu 225. Năm sản xuất 2015. 2015 nha cả nhà. Bao đẹp luôn, bao zin luôn. 2015 mà rất là đẹp nè. Là bao zin không sơn không phớt nè. Đây, máy đang hoạt động nha cả nhà. Đấy. Rất là êm luôn. Đây. Lốc đang chạy nha. Lốc đang chạy mà rất là êm luôn. À, 2015 khủng long. Vàng rất là đẹp nè. À. Vàng rất là đẹp. Đầu nè. Đây nha mọi người. Quá đẹp luôn. Trắng tinh, bao zin, bao đẹp. Hàng này là hàng khủng long, nó là bốn cánh nha mọi người. Bên em nhận ship cuối toàn quốc nha. Mà anh em mình lưu ý là có cọc nha mọi người. À, ship cuối có cọc, thì em mới cuối ở đây nha. Mới ship đi nha. Cửa hàng của em thì nằm tại đường Thang Nhân Trung, phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì những ai mà gần cửa hàng, ví dụ là tới cửa hàng xem tận mắt hay hơn nha. À, tới tận nhà em luôn. Thì cái con này thì như là em bao lắp, thì khu vực như là Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn nha mọi người nha. Chỗ vòng bán kính thì 60m thì em bao lắp hết nha. Con này là em bán với cái giá là bao lắp hết là 11.500.000 nha. Rồi có chú anh chị nào tới tận nhà mua thì em bán luôn 10 triệu. Không lắp không đồ, còn lắp là bao nha. Giờ mốt riêng nha mọi người. Đấy. Thì riêng cái dòng Lia thì rồi mốt riêng thì mình xài nó mới hoạt động hết chức năng của nó nha. Đúng rồi, mốt nó sẽ hoạt động hết chức năng Lia. Bản luôn, còn riêng cứng luôn. Cái dòng này rất là tiết kiệm điện luôn nha mọi người. Rất là đẹp, toàn cảnh luôn, hàng đang chạy rất là êm luôn, để sát luôn cho mọi người nhìn nè, chỉ tiếng quạt thôi. Thì cái dòng đầu đi Nhật dưới hai ngựa thì nó xài điện 100V, anh em có biến đổi nguồn, có đổi nguồn luôn nha mọi người. Cái giá em báo là bao đổi nguồn, bao remote luôn nha. Bao rinh bao em luôn. Những ai mà gần thì tới xem tận mắt là rất là ok luôn. Còn những anh nào ở xa thì theo dõi kỹ nha. Còn em cam kết đây, rinh là nó rinh. À, lưới luôn còn rất là ok luôn nè ha. Rất là đẹp luôn. Em quay ngược máy trong ra hay tối nha. Cửa hàng bên em là máy từ nhỏ tới lớn nha. Thì con này là một ngựa nè, một ngựa cho đến ba ngựa, bốn ngựa nha. Còn tủ lạnh, máy giặt, bếp ga, bếp từ, nồi cơm điện, nồi áp suất nha cả nhà mình. Những anh nào thích cái con nào thôi, cái dòng nào thì ok cho em nha. Đấy. Thì ngoài cửa hàng của em còn rất là nhiều đồ. Nồi chiên không dầu, nồi cơm, nồi áp suất, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh. Tất cả các món đồ nội địa Nhật hết nha. Máy này là máy Nhật. Máy nội địa Nhật nó là hai chiều nha cả nhà mình. Nó là hai chiều. Đó, chiều lạnh và chiều sưởi. Mùa nắng là mình dùng chiều đầu lạnh.
mùa mưa mùa lạnh á, như miền Trung miền Bắc có thể là mưa lạnh thì mình vẫn xài được dòng sưởi nha cả nhà mình. Đấy, nó sưởi ấm. À, là riêng mấy cái dòng máy lạnh này là em bảo hành một năm hết nha mọi người. Thì cô chú chị mình có gì thì cứ alo cho em. Cái nào mà nói chung là đồ điện tử thì nhiều lúc nó cũng phải có sơ xuất, cũng phải có trục trặc chứ không ai mà nói là đồ nó hoàn thiện hết 100%. Nhiều lúc ai test thì không ăn thua gì, về xài vẫn có hư đây. Cái con này, con máy này có một anh khách ở Bình Phước nè. Anh khách Bình Phước nó về xài nay nửa năm rồi mà nó mất lạnh hết 2 lần. Ảnh chở gỡ trả xuống em luôn, em đổ con máy ngang ngửa luôn. Máy con máy trị giá là hơn với lại bằng thôi chứ không thua đâu nha. Nếu mà không thì em phải gửi lại tiền. Khắc phục không được thì em gửi lại. Ok. Đấy. Bán rất là uy tín luôn. Người ta xài nửa năm rồi. Nhưng mà nó là có sự cố thì bây giờ em sẽ thu hồi lại. Thì để về em kiểm tra thử nó có hư cái gì. Em vẫn khắc phục lại, còn khắc phục được thì nó ra dây chai. Thôi, bên em máy còn rất là nhiều nha cô chú chị mình. Hàng VIP không, bên em bán toàn là hàng VIP là nhiều. Toshiba, Mitsubishi. Còn những dòng khác thì cô chú chị mình kiếm chỗ khác giùm em nha, em không bán. Em chỉ bán 2 dòng đó thôi. Rồi, em xin chào và tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.